Sapari phủ quốc nha các bạn, mình đã đến sở thú đấy. Nhánh hồ đã đi mua mà nhánh. Để thực hiện cho việc trải nghiệm tại công viên với diện tích 380 hecta, xin mời quý khách vui lòng di chuyển đến khu vực tuyến phòng vé để được nhân viên hướng dẫn tạo bản đồ chi vé cùng với những thông tin về các dịch vụ chương trình tham quan và ưu đãi. Xin cảm ơn mọi người đã nghe. Xếp hàng vô nè, xếp hàng. Ủa mình qua bển hả? Để thực hiện cho việc trải nghiệm tại công viên với diện tích 380 hectare, xin mời quý khách vui lòng di chuyển đến khu vực trước phòng vé để được nhân viên hướng dẫn tại bản đồ chi vé cùng với những thông tin về các dịch vụ, chương trình tham quan và ưu đãi. Xin cảm ơn quý khách đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý khách các ngày hàng thú vị. Welcome to the safari. For more convenience, when you visit at our conservation park with 380 hectares, we come to the front of the ticket counter. Our staff will guide you download the CVF map and get more information about service, the scene will be down, and promotion. Thank you for your listening. We wish you have a good time. Winter separation kết thúc quý khách. Để thực hiện cho việc trải nghiệm tại công viên với diện tích 380 hecta, xin mời quý khách vui lòng di chuyển đến khu vực trước phòng vé để được nhân viên hướng dẫn tại bản đồ chi vé cùng với những thông tin về các dịch vụ, chương trình tham quan và ưu đãi. Xin cảm ơn quý khách đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý khách có trải nghiệm thú vị. Bắt là đúng cái như vậy. Ok, let's go. Get go. Trời ơi, mưa sóng mặt nè. Chúc ngày gì đấy nè. Đấy nè. Chọc vào đấy. Còn mày còn 9 rưỡi nữa thôi. Chị kiếp đấy. Ô, con chim thiệt đó đây. Dạ, chim thiệt nhá. Chim thiệt đó gì? Đây là thì nó có những con cọp á, hơi to, hai to. Cọp to lắm. Đi ra đây thì nó là chút xíu ơi. Đi ra. Đứng này chơi. Đứng này chơi nào đó đi. Chà, co chim với cỏ tắt. À, đẹp chứ. Cần kiếm thật chẳng ngoài dạ đâu. Khu sở thú phụ quốc Việt Dương ơi. Nhìn mẹ nè. Gói chim thiệt đây. Đây.
진짜 다 내 쓴물에 생긴다. 엄마 몰랐는데. 고 같이 어게 건베니야. 가베이. 아, 오늘 잘 봐. 你的 hơi đi ra chút chứ. Mọi người đi ra đó hơi đi tua bên đó rồi. Đi tua bên xe hoặc đó đi. Là cái bàn nhé xíu. Nói chú điện thoại. Có con gì đâu. Dạ, đang đi sơ thủ trước đã. Ừ, đợi em tí nhá. Tí về gọi nhá. Bye bye. Ừ. Ok, được đây. Di Dương, Dương bỏ giỏ sách ra đây, ra đi Dương đi. Lại bỏ chỗ chân chậm. Dạ. Dạ không, không, để đây, bỏ đây. Dạ. Rồi, từ từ đợi cháu xíu. Rồi, đẹp quá. Nào, dạ, được. Đi một vòng đi. Đi lên đây. Đây. Dạ. Ui, đi chỉ còn từ mọi cảng mà đi thôi chứ con. Dạ. Đỏ làm gì ơi? Dạ. Đi mọi cẳng nữa. Dạ. Dạ. Ôi like con coi con đợi ưới ở chỗ ơi. Đó đó đang trước mệt mắt mến. Hello, xin chào 500 anh em. Đó đúng, đằng trước mắt đó đi nữa. Đây đây đây, vô đây coi nè. Dạ, đi vậy. Wow, nè, gì con? Lười dữ vậy à?
Tinh. Thế à? Ừ. Ôi ơi, chạy lại lại. Con cái ngôi cái tượng ấy. Ăn được mồm. Dạ. Xa quá. Không hiểu được con làm sao mà ném xa như thế được. Dạ bố bê. Buồn con tinh tinh. Ồ, tài chưa. Đâu rồi đâu. À đây, sang đi xem con dê này. Hello. Đây, đây. Ở dưới kia có đầu cá kìa. À đây, đi xem con dê. Ồ, trường tên, trường tên. Ồ, 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 tài chưa. Ngon lành chưa. Vậy này cả họ cái chơi lũng rồi cái cà vô á mẹ nó chở chú cái chơi mẹ Vinh đó Vinh đó ô tài chưa. Chú mày con tinh tinh nhá Ngọc vào này. Đi đây. Chị ơi. Mở chân đoá đây Ngọc Bảo. Không có cá là gì? Không có cả là không có hai con, không thấy con cá sấu nào hết con thấy con... hay là con khỉ thì cho tụi nó đi chứ mình trời ơi tụi con không biết vậy cho tụi nó đi là chính. Đây này coi với con chị nhìn lên đi con con lộn bao nhiêu nghe đó à con ngồi bên đó con khi với con bên á đi mày đi xuống về kia tên ni không có gì à ừ à được à coi biểu diễn chim thú ấy đấy
Cả nhà ơi, gia đình mời người mình vô làm di chuyển lên xe đi à, làm xe xuất phát cả nhà. 6 người, 3 người đi chỉnh cho xe giúp gia đình cho em nè. Cừu, con cừu. Thì mình vui lòng di chuyển vào trong nhà chờ cho em xe nhà này đang đi. Đi mua cho cỏ con mua muốn đấy. Chó chứ. À đó à, cuối năm cuối à, hai con á. À. Mà hai con đẹp chứ. Đi đi đi. Đừng đi xuống đi đi. Bỏ đi ra đây, qua đây. Đi đây. Chí cũng có hết đầy đủ luôn á. Ở ngoài đảo chí cũng có. Rồng quá, phải xe bị đưa xe điền đưa đón. Bạn ơi, thấy người nhiều không? Đi xe à? Đi xe à? Xe chở đây. Đi mua đẹp thì đi coi. Ngồi có xe mà đi đoàn thì không có gì. Ngồi có xe mà đi chứ đây. Răng đi lấy nào đó đi xuống. Đi xuống kia coi hoa mấy đi coi đấy chứ đâu. Thì nó cũng phải văng về đấy. Đi coi ra chứ. Điều gì thì mua lâu. Xe nào thì mất tiền. Xe xe buýt đấy, là tận sâu trong đó.
Ta đang ngồi thế này là đi có tiền nhau không phải không à? Không phải. Đi mua cũng đi cho hết, bố này thì đi cho hết chứ. Không phải, ừ. Không phải gì đây không mua vậy. Đều mai dám mát thôi. Chẹp những người cơn to hay. Bảo tồn rừng đấy, bảo tồn rừng như vậy. Chúc cả người nhé. Vườn chim về lưỡi người đi đường nên đó khi về chỗ à bộ đâu tần đâu ngại thế mà đang thú xuống có lưỡi ở dưới này xuống có lưỡi ở dưới này chiếc rong lên 700 hecta đấy 380 hecta đi mà ăn nổi. Trong họ chữ trò chữ gì bọn mình chỉ đóng quá đi đi thì đi.
À là ngồi này cái mà chút sư đây. Có con hiếu quá đây. Đây mà bữa hồn với con chim ấy, có con cá, cá sấu à? Có cá chim ấy. Ờ, hai con chim bên đây. Hai con lười ơi. Này con gấu. Còn nó còn chín hết, con lười ơi hay. Cái bàn hai con, có hai con lười ơi. Lười ơi, su ma than. Su ma chan. Có hắn đừng dây hắn đi coi thế kia. Giờ ăn của tớ. Tớ hắn đừng dây đi đi. Anh ơi, mấy cái tử cung ở bên Wonder hay là đúng rồi, tử cung bên chuỗi. Bên đây chỉ có bụi cối. Ăn chuỗi với cam. Hai con lươi đang ăn chuỗi với cam này. Xe dưới xỉu nào. Đi đi. Ngày này đi bộ cũng giảm éo được mấy phân này. Coi cọc, cháu đến coi máng. Cọc mà nè, đâu ní chia. Trong đền coi hiếu. Coi hiếu là hết. Hiếu cao cổ là hết. Cho bí cái xe này. Rồi coi coi xe trung đi qua. Hôm á. Trong này à. Quá wow, to tí chứ thế. Hai con. Là nhỏ không? Thả nó chờ đi coi. Ừ. Sư chết đi. Ừ cái chủ ra đó. Ừ, không, trong được trong. Quá wow, trời ơi. Mà nè. Bốn con nó đấy đi. Chủ mà nè. Ừ. À mọi người thả bên em được thôi. Dụt chết thảm nắng. Bỏ muốn nó nổi thà luôn. Bỏ bữa thà để đánh té đi con. Ngủ ừ, chết mình. Thì nó có, đó là riêng. Con vô chứ. Trong xe bọc. À, xe bọc trong xe. Quả wow, con nghĩa của người ta. Một đứa nữa. Ui ôi, các bạn thấy con hổ chưa? Trời ơi, sợ chưa? Anh đi du lịch mấy bữa mà nổi dòng như nào đấy. Quá cho buồn con. Buồn con. Cái ngon nội không nghe trong đó. Không nghe thì ăn. Đi hè. Đi hè coi được chưa? Được coi xem. Coi xem ngoài đi. Đi coi cho hết rồi đi xem chứ rin. Quá cho buồn con hụ. Tôi dùng con hộ tỏi chứ cậu ơi. Ôi. Đang thêm mùi.
Thế đi. Đập quá. Động vật nguy hiểm. Ủa. Đang có một động vật nguy hiểm hơn. Sư phụ thầy đâu? Đây. Đây là động vật nguy hiểm hơn cả con. Kính dây à bác. Kính dây cho con dậy lên là tố người sống. Đi. Con này để sống rồi đó. Như đôi chữ ở phầy. Đây, kết cục đây. Kính mẹ nó dạy một cái này coi cái lạc đà bạn phải có lạc đà chưa? À, làm gì chả? Đứng ở đây bà, đứng ở đây bà. Rồi, đi vô rồi. Chết rồi. Rồi là đừng. Quá cá vậy. Đừng cho thôi cả. Mà biết khẩu đám chứ. Tất cả khẩu đám nhất hồi nãy ở đây. Nặng. Không đen mà nhìn như trời đen. Không gần mà. Có đi lên trên nó có gì trên nó nè đi à đi lại vui chút đi anh vẫy lại đấy thì đang sáng bên này ok Hả? Ờ, mình có vé không anh? Có dòng vé không? Có, mình lên trên này mình đóng xe. Dạ, lên trên chạm trên đây có xe. Sẽ chắc cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, xe. Đây. Mà chỉ cái nọ đọc chỉ cái nọ ác ấy. Để lại để coi thử con chị ai nên. À trống cái chim đóng anh nữa này. Con sư tử đấy hơn năm rồi hơn uống giấy. Được một con nữa chứ mấy. Con đến năm chủ mũ. Hai con. Đây có hai con sư tử. Hai con sư tử trong đó mới đến hơn uống nữa. Ơ hai con khỉ. Cho lên truyền hình luôn nha chú khí. Ô cái con nó ôm được con đi bung hai chiên. Con đeo lều đường lòng đi bung. Hắn đi xin đồ ăn ấy. Không có gì cho ăn hay. Không được cho đồ ăn đâu. Dạ. Ăn bây là không được thấy dạ. Chưa? Thấy mẹ bông con này chưa? Hắn đau bụng á. Ăn bây là không được. Cái con có này chứ tí. Hắn hắn có hai cái vụ. Bao nhiêu con? Ôi anh chị ơi. Anh chị mới chị mang. Đây là khí rừng nó cắn đấy. À, đây là khí rừng một khu vực. Đây là mấy con khí rừng. Rừng á? Dạ. Không? Như ý là con này có thể là vì những cái sắt mấy con ăn quen đó. Ở trong này là chim mày. Chim rừng. Tự nhiên. Wow, trời lên trên nào chim nhiều chứ gì. Và cái đường lên đẹp chứ. Lên trên. Ok, đi đến đâu đây anh ơi? Lên vào xem các loài chim. Ai cả? Có nhiều con loài chim cả. Có năm mấy thế? Rồi. Anh coi chim này. Đi coi chim. Đi chứ. Con này nó liều khẩu đắng nặng chết trả. Nặng quá đi thôi. Nhưng mà cũng phải cố bởi vì đã mất tiền rồi. Mỗi vé như vậy là 700 ngàn đấy các bạn ơi. Vào đây mình phải cố gắng đi xem cho hết số tiền mà mình được đã mua. Được chưa? Chim ở đâu? Đây, ông nhìn đây. Là mua vẻ là mua đông phú bỏ đây em có. À, có gì tên mới có.
Ba đi về mặt chết hay. Nó có ai rồi mình xuống bò coi. Coi nó chơi hết à? Ba mày cái tổ thế nữa này. Còn vụ đang như nhông rôm. Nhiều con không? À con nó thế, con sáu con gì thế? Đó. Không. Con đại bang thì cối rồi. Có uống nước gì thế nghỉ mà uống nước kia. Đến nay có gì không em? Đến nay có gì không? Có vẹt ạ. Có vẹt à? Đi ra xíu ơi, lên cái nhà đến đây xíu. Lên nhà đến đây nè. Hoa đẹp chứ. Cầu đi lên rất đẹp. Ôi giờ ngày này một ngày răng nặng rồi. Cầu đẹp quá. Trời nặng quá. Vẹt. Nó con nói được không chú? Dạ là giống biết nói cô ha, nhưng bên sông đi con cứ dạy nói à. À. Các bạn muốn người ta cắt đứt rồi. Trời là đẹp. Trời đẹp quá. Đàn thể họ làm cái câu đẹp không? Cái câu đẹp chưa? Ừ. Quá đẹp luôn. Ừ. Chùa đẹp không nha. Uh-huh.
lại cần chim ấy chứ. Sang hai chú bánh đây. Sở thú Phú Quốc đây. Thấy thác đẹp chứ. Lo đây đấy. Wow, mấy cái câu hồ mình đẹp thiệt đó. Ra đừng lấy thả cái mấy chút nè. Qua cả cái con cua to chứ. Đừng cho mô đây à. Cầm leo treo chứ có phải cầm đi mớ. Cầm leo treo hoặc kia vào thạc nước đấy chứ họ có cầm. Nó phải chứ. Họ đi mai chưa thế. Nó có kỳ chứ. Qua đây có con cá chiên to chứ này. Cá chiên. Hả? Qua vậy cả cá chư luôn mà chứ không ngó. Qua con to chứ. Thôi kết thúc livestream này chụp anh ạ.